Hello các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay mình sẽ cho các bạn xem con Gunner body màu nha. Đây thì đây chính là 6 con body màu. Tuy nhiên thì cái con này không phải là con màu trắng mà là con Stickerlet, bởi vì con màu trắng mình đã bán rồi. Bởi vì mình vừa mới làm xong là có người qua mua liền luôn, cho nên mình không kịp làm review. Nên cứ coi như là mình thiếu màu trắng đi. Thì màu trắng thì cũng màu nó bình thường thôi, nó không khác gì mấy, cho nên các bạn cũng tưởng tượng được rồi. Thì mình sẽ review chính là 5 con này, 5 con màu này. Thì lúc mà mình, trước khi mà mình làm á, thì mình cũng có suy nghĩ là cái con Gunner này đó, cái màu nó tối thu như vậy nè, liệu làm lên nó có đẹp hay không. Thì ban đầu mình nghĩ là nó sẽ đẹp, nhưng mà không ngờ, không đến tin được là mới đầu mình nghĩ là nó đẹp lắm chứ ai về làm ra xong nó đẹp không đến tin nổi luôn. Nó đẹp còn hơn cả những gì mình tưởng tượng nữa. Đây, màu rất là đẹp. Tại sao? Nếu như các bạn làm con này từ con gan ít hay là những cái con có màu sáng hơn thì bảo đảm không đẹp như thế này. Mình chắc chắn luôn là sẽ không đẹp được như thế này đâu. Nhưng mà nếu như các bạn làm từ con Gunner thì bảo đảm là cực kỳ đẹp. Lý do thứ nhất là bởi vì con Gunner nó body nó màu tối. Thì màu tối thì liên quan gì đẹp? Đương nhiên là mình chưa nói hết. Bởi vì chính cái màu tối này cho nên khi các bạn mod thành body ấy, thì kêu của chúng ta, cái thân của nó sẽ hơi sậm màu đi. Thì khi mà chúng ta dán sticker lên nó sẽ cực kỳ đẹp luôn. Ví dụ như ở đây có một con màu đỏ này. Đỏ này không phải đỏ tươi nha các bạn, mà là một màu đỏ thẫm. Đỏ nó hơi thẫm một tí. Như các bạn thấy ở đây mình có một cái miếng ở đây mình để bên cạnh nè. Cái này là cái đồ hit điện thoại đó. Nó màu đỏ tươi giống như trên sticker gì đó. Mình để bên cạnh đây. Đấy, thì chúng ta thấy là nó tôn lên liền. Nếu chúng ta dán sticker màu sáng lên, bảo đảm chúng ta thấy nó rất là đẹp luôn. Đấy, màu xanh cũng vậy. Xanh cũng rất đẹp nè, xanh lá nè. Nhìn đẹp hơn hẳn so với màu mint luôn, mình chắc chắn. Cái con này nè, nhìn đẹp hơn màu mint nhiều. Mình thích cái màu này hơn rất là nhiều. Và đây nữa, màu vàng. Màu vàng này nhìn đặc biệt, cái là khi các bạn xoay á, bên trong nó còn màu đen nè. Đấy, cho nên nhìn nó rất là đẹp. Ở những cái phiên bản sticker led bình thường mà mình làm ra cái body màu thì bảo đảm nó không đẹp. Bởi vì cái màu nó sáng, màu sáng thì nó không đẹp bằng những cái con mà màu nó hơi thiên hướng tối tối thế này. Mà chưa kể cái con Gunner là cái body bên trong nó màu đen nữa, cho nên nhìn cực kỳ đẹp luôn, cực kỳ phê luôn. Và mình tiếc nhất là cái con màu cam này nè. Màu cam này cực kỳ đẹp nha, nhưng mình bị một cái tội đó là mình làm trễ quá, bởi vì qua đợt Halloween rồi. Nếu như cái màu cam này mà ra đúng cái đợt Halloween mà mình dán sticker lên, là để thêm cái logo hình cái bí ngô ngay đây nữa là bảo đảm cực kỳ hợp với Halloween luôn. Quá đẹp. Bởi vì cái màu là màu cam bí ngô, rất là đẹp. Ổn quá. Chắc là cái đợt Halloween mà bạn nào mua cái này giờ để dành Halloween trang trí đẹp kinh luôn á. Con màu xanh này cũng vậy. Sắp tới mới Giáng sinh rồi đúng không? Màu xanh này cũng rất đẹp nè. Rồi, đây bây giờ mình thử lên sticker một vài con để các bạn xem nhé. Ok, đây là thành quả của chúng ta sau khi mà dán sticker xong. Đây, thì chúng ta có này, mình sẽ cầm từng màu xoay từng mặt các bạn xem nha. Đây là màu đỏ nè. Đấy, nhìn đẹp mấy. Logo mình dán lên luôn nè. Đấy, tiếp là màu xanh lá nè. Nhìn cái màu nó không bị chìm ra lắm, chứ không giống như một số cái con khác. Mấy cái con kia thì mấy phiên bản mà màu sáng quá, đặc biệt là con màu xanh này nhìn nó cũng khá là nổi, không bị chìm. Xanh này cũng nhìn ok. Mấy cái phiên bản mà màu nó sáng quá, mình dán sticker lên thì bảo đảm màu nó sẽ bị chìm ngay. Đấy, sẽ khó nhìn thấy hơn. Ở đây thì mình nhìn trên camera thấy nó chói như thế này, chứ ở ngoài cũng không tính nổi nào. Rất là ok. Và mình show luôn các bạn xem một con Gunner mà dán sticker lên nó như thế nào, nó như thế này đây. Thì mình nói luôn là một số bạn nói là cái con này á được quyền mang đi thi đấu nha các bạn. Bởi vì trong luật không có ghi là quy định cấm sử dụng, cho nên là trong luật WCA mà cấm sử dụng mới mình mới không dùng được thôi. Còn cái này mình có hỏi anh Toàn Nili gay rồi, ảnh nói là không sao hết, anh gay nó không sao là ok, các bạn có thể mang vào chơi được. Đấy, và dán như thế này cũng rất là đẹp đó chú bộ. Đặc biệt là cái mặt màu xanh này,
nhìn nó cứ như là highlight ấy, đẹp lắm. Đấy, nhìn đẹp phết. Màu trắng nhìn y chang như không dán gì hết. Thật ra là có dán nha các bạn. Giờ nó trắng quá, nó đồng đều. Đấy, đẹp mà, mới gì đâu. Đấy, riêng cái màu vàng là mình lười quá, mình chưa dán rồi thôi. Mình đang lười chưa dán hết. Giờ mới dán có mấy con này thôi. Đấy. Ok, thì mình cũng cho các bạn xem luôn. Đây là cái display, là cái màn hình hiển thị, là màn hình hiển thị cho timer đấy. Thì video sau mình sẽ review cho các bạn xem. Rồi, mình sau các bạn xem tí gì thôi. Rồi các bạn chờ đợi video sau mình sẽ cho các bạn xem cái display này nó hoạt động như thế nào nha. Ok, thì cái display này là cái của người Việt Nam mình làm luôn nha, là do mình và một bạn nữa người Việt Nam, đó là bạn Quế, mình và bạn Quế đó cùng nhau hợp tác sản xuất ra con này, cái display này. Và sắp tới mình cũng sẽ cho ra mắt một loại timer, timer made in Việt Nam luôn. Thì cái loại timer này sẽ có giá rẻ, ngang bằng cạnh tranh với những loại timer đang có trên thị trường, và đặc biệt nó sẽ có những chức năng rất là đặc biệt luôn. Mình sẽ nói trong cái video review cái display này sau nha. Ok, hẹn gặp lại các bạn trong những video clip lần sau. Bye bye.